Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay thì Bảo sẽ kể tiếp cái phần câu chuyện mà chồng thầy Pháp, vợ thầy Bùa. Sở dĩ sao là chồng thầy Pháp mà vợ thầy Bùa? Thì như ở tập trước á, Bảo nhắc sơ là chút xíu thôi nha. Thì thầy Hai Trạch có một cái người vợ, và năm nay là cũng đã hai người của thầy Hai Trạch thì cũng 56, 57, 58 tuổi rồi. Còn bà vợ á, là bà Hai Nơi thì có lớn hơn thầy Hai Trạch 2 tuổi. Mà bùa của bà Hai Nơi thì mạnh hơn của ông thầy Hai Trạch. Mà ngược, hai tính tình ngược nhau luôn. Là ông thầy Hai Trạch thì hay giúp đỡ bà con hàng xóm lắm. Tâm nguyện của ông là luôn về cái nơi mà ông chôn nhau cắt vốn á, ông giúp cho bà con mình. Còn bà Hai Nơi thì không phải như vậy. Bà không có giúp cho người ta theo kiểu là giống như là bà làm thì bà phải có trả công. Và đặc biệt mà ai mà đụng chạm tới bà đó, thường thường là bà không có bỏ qua. Vậy thì làm sao hai người tính tình không hòa hợp như vậy, cộng thêm cái ngoại hình, thì ông thầy Hai Trạch thì nhìn vô rất là bảnh trai, hồi lúc trẻ cũng rất là đẹp trai nha. Còn bà Hai Nơi thì dòm bà nó hơi bị hốc hác, và sâu trong cái ánh mắt á, nó có một cái gì đó giống như là nó bí ẩn mà nó hơi gơi. Mỗi khi ai mà dòm vô là hay rợn rợn người lắm. Thì nói cả bề ngoài lẫn bên trong đều không hợp nhau. Vậy thì làm sao hai người lại nên duyên vợ chồng? Thì ông Từ cũng thắc mắc hoài à. Ông mới hỏi ông thầy Hai Trạch đó, là trong một lần thầy Hai Trạch tới chơi. Thầy Hai ơi, chú nói tôi nghe coi, tại làm sao mà chú có cái duyên gặp được thím Hai? Nói chung thì cũng hỏi nhiều lần lắm rồi. Ông thầy Hai Trạch ông mới kể, là ông kể vào cái thời đó là khi mà cái thúc mà ông thầy ông mất, là bắt đầu ông đi, thì bây giờ quê nhà thì nhà cửa đâu còn nữa, bao nhiêu năm rồi. Cái ông mới nghe cái lời thầy ông mà trước khi mất á, là bây giờ con ráng con đi đi, có những cái nơi mà thầy chưa có làm xong, con tới đó con giúp được cái gì con giúp. Thì trải qua đâu cỡ một năm mấy á, ông thầy Hai Trạch ổng có đi. Ổng đi thì ổng có đi qua một cái nhà này. Cái nhà này là có cái đôi vợ chồng mà khi đó là mới vừa cưới nhau rồi nha. Thì bữa đó là ổng đói khát dữ lắm. Cái kiểu mà đi vô cái mé rừng mà chỗ này không có người sinh sống. Bữa đó ổng quá khát rồi, ổng mệt cho mình dữ lắm. Thì cũng may mắn là gặp hai vợ chồng này, hai vợ chồng trẻ này mới cho ổng ăn khoai, rồi đem ổng về nhà cho ông nghỉ ngơi mấy ngày lấy lại sức. Thì ổng mang ơn của hai vợ chồng này, nhưng mà vì cái công việc mà thầy đã giao thì ông thầy Hai Trạch ổng cũng đi. Ổng đi thì ổng nhớ cái địa điểm của hai vợ chồng này ở đâu, ổng nguyện với lòng là khi mà xong công việc á là ổng sẽ trở về liền. Thì sau cái lần mà ông thầy Hai Trạch ổng ghé lại nhà hai vợ chồng, độ khoảng chừng nửa năm sau thì cái người vợ á là mang thai, thì biết là mang thai thôi, chứ cái thời điểm đó là cũng cái thai nó cũng còn chỉ mới có lú cái bụng lên hơi chút xíu thôi. Và theo như bây giờ thì mình nói kiểu nằm tầm 4-5 tháng gì đi. Hai vợ chồng này ở thì ở gần sát cái mé rừng. Mà hồi ông thầy Hai Trạch á, ông đi á là ông có chắn lại xung quanh nhà, tại vì ông biết là ma tà dữ lắm. Rồi ông có đưa cho hai vợ chồng là mỗi người một cái lá bùa. Hai vợ chồng thì cũng làm lụng vất vả giết rồi có bầu này nọ xong rồi cái lá bùa các bạn. Thì cũng giữ trong người. Nhưng mà cái người giữ cái lá bùa là cái người vợ. Còn cái ông chồng á thì ông cũng giữ đó. Nhưng mà trong một cái lần ông đi làm rồi ông bị gai rồi nó móc rồi nó bị đứt không có hay. Có nghĩa là hai vợ chồng chỉ còn duy nhất lại một cái lá bùa. Mà cái lá bùa là của người vợ giữ. Thì sau đó đó, hai vợ chồng cũng làm việc vậy thôi, cũng làm việc bình thường và đang khai hoang để tìm một cái mảnh đất cho mình làm rẫy. Đi vô một cái mé rừng đó thì thấy chỗ này trống và thích hợp cho cái việc mà chồng này chồng nọ đi. Thì hai vợ chồng mới bắt đầu là khai hoang ở chỗ đó. Thì bữa đó anh chồng anh cuốc đất, anh cũng làm lụng đâu cũng nửa tháng trời cũng sắp xong rồi. Tới cái phần giống như là còn lại một phần chừng vài ngày nữa là xong á, thì anh chồng anh cuốc. Anh cuốc làm sao đó mà anh đụng phải một cái hũ sành. Cái hũ sành này thì nó không có lớn, nó cỡ chừng là
hai mà cái bông tai của người lớn thôi. Thì cái lúc đó là hai anh phát hiện ra xong á, thì anh mới kêu người vợ lại, anh nói em ơi em ở đây em coi coi có cái hũ gì nè, hai vợ chồng cùng lại nha. Thì lúc này cái mới đào cái hũ đó lên, đào cái hũ đó lên thì thấy cái hũ này nó cũng cũ rồi, mà ở trên á nó có dán cái giấy gì màu vàng vàng. Cái hai vợ chồng cũng không biết nói làm sao, mà kiểu mà ở đây đâu phải có chỗ mà đông người ở đâu mà biết cái hũ này người ta chôn. Hồi trước thì có cái chuyện là người ta hay chôn vàng, người ta giấu ở những cái nơi mà người ta làm dấu á, ta chôn trong đó giờ người ta giữ của. Tại vì hồi trước cũng có những cái việc mà có cướp bóc á các bạn. Nhưng mà cái khu vực của hai vợ chồng sống thì nó rất là vắng, gần như là xa lắm mới có một cái mái nhà, giống như sống như kiểu mà dân tộc người tiểu số vậy các bạn, sống xa nhà lắm. Cái hai vợ chồng bàn với nhau giờ không biết ai đâu mà trả, thôi thì bây giờ mình coi thử coi là ở bên trong nó có cái gì. Thì cái lúc mà đem cái hũ lại cái chỗ mát á, thì hai vợ chồng mới mở ra xong rồi thì ở bên trong nó hoàn toàn nó không có cái gì hết trơn á. Nhưng mà cái lúc mà anh chồng anh mở ra đó thì anh thấy có một cái giống như là một cái hơi gì đó, cái hơi gió gì ở trong nó phật ra. Cái mở ra thì thấy ở trong không có cái gì, hoàn toàn không có gì hết. Chỉ có mấy cái cho mà kêu bằng cho giống như bụi vậy đó, nhìn ra nó gió ra ngoài cái xíu là mất tiêu hết trơn à. Hai vợ chồng mới thấy vậy thôi, bây giờ không biết là cái hũ này nó trong nó không có gì thôi, bây giờ chôn lại đại đi, mình lấy lên đâu mình chôn lại đó. Hai vợ chồng mới đem cái hũ lại cho đó chôn. Chôn xong rồi thì về nhà thì qua ngày hôm sau á, cái tự dưng cái bà vợ không biết làm sao á, bà mới nói là chào chồng ơi, sao mà bây giờ chợ vợ có bầu nè, rồi vợ mấy bữa nay vợ mập da, cái sợi dây bùa của ông thầy ông đưa thì đeo nó bị chặt, nó khó chịu cho con cổ quá. Mà lạ là hồi đó giờ không có thấy khó chịu, mà tự dưng bây giờ mập lên có bao nhiêu đâu mà lại cảm giác nó khó chịu. Nhưng mà sau này mới biết là bị cái con quỷ nó khiến các bạn. Cái người vợ mới mở ra và đưa cho người chồng đeo. Thì anh chồng mới nói là thôi bây giờ có hai vợ chồng mà vợ mình nó khó chịu thì thôi mình đeo giùm nó, để khi nào mà nó cảm thấy nó dễ chịu lại thì mình đưa lại cho vợ mình đeo. Mà mình ở đây cũng hơn nửa năm rồi, đâu có gặp vấn đề tâm linh gì đâu, đeo vậy thôi, đeo cho có thôi. Cái hai vợ chồng mới tiếp tục đi làm. Thì làm đúng 5 hôm như vậy, tới cái hôm thứ 6 á, mà hai vợ chồng mỗi lần đi làm là có dắt theo một con chó nha. Và con chó này nó cực kỳ khôn. Mỗi khi mà nó hai vợ chồng mà làm rẫy á, là nó sẽ đi lên cái con đường ở trên cao á, nó đứng nó dòm nó quan sát. Lỡ mà nó gặp cái con gì mà nguy hiểm như là cọp hay là beo hay gì đó ha, hay là rắn rít gì đó, thì nó gặp là nó cảnh báo các bạn. Nó sủa rồi nó chạy theo kiểu nó chạy quằn để cho hai vợ chồng tránh xa cái khu vực nguy hiểm ra. Lỡ mà có cọp có gì là nó chạy làm ghê lắm. Hai vợ chồng biết con chó rất là khôn, bởi vì rất là cưng luôn. Mà con chó này cái lông nó đen, cái lông của nó các bạn đen tuyền luôn, đen từ trên xuống dưới luôn. Thì cũng như thường ngày thôi, cái con chó nó đi lên trên cái nhô cao á, nó mới ngồi ở đó nó canh. Thì hai vợ chồng ở đây mới làm. Cái người chồng á thì làm cái việc nặng nhọc hơn, cho nên là anh đi sâu vô cái chỗ mà có mấy hốc cây này nọ đó, anh mới đào cuốc ở chỗ đó đó. Còn cái người vợ thì lúc này là đang trong cái quá trình là trồng cây á, trồng những cây nhỏ rồi cây cối, cây cạch, rau cải đồ ăn đó. Thì cái người vợ đang làm như vậy đi. Cái lúc này thì đang chưa nắng nha, cái hơi mệt, tại đang có bầu mà. Cái người vợ mới đi lại gần một cái cây này rất là lớn, đứng vô trong cái gốc cây á để mà tránh mát. Và gần cái gốc cây đó thì nó có một cái bụi lùm, nó khá là rậm. Thì đang ngồi nghỉ mát ở đó, nghe cái tiếng bước chân đi ở phía sau đi tới. Cái người vợ mới nghe thì phản ứng tự nhiên mà, người ta nghe cái tiếng bước chân đi tới. Mà vợ chồng mình làm ở đây lâu lâu á mới có người ta đi qua thôi, hay hoặc là mấy cái người ở nhà trên người ta đi vô rừng người ta kiếm nấm này nọ đó thì người ta đi ngang. Cái người vợ mới quay mặt lại dòm thì thấy có một cái bà già. Cái bà già này thì bà ăn mặc theo cái kiểu giống như là cái người miền núi. Trên đầu bà thì thường thường người miền núi người ta có đội cái những cái loại mà cái mũ chế á, người ta để đội trên đầu á. Còn cái người này thì không có đội gì cả và để tóc xõa ra. Của cái bà này thì trắng hết rồi, rất là già, mà sao cái mặt của bà còn theo kiểu trẻ hơn so với cái tóc.
mà mặt mày mượt mà lắm nha. Mà cái tướng của bà đi á, thì bà đi hơi lâm khum. Cái người vợ thì thập người gặp người già mới là lên tiếng hỏi là: "Ủa bà ơi, à, bà ở đâu mà sao con không thấy bà, con cháu bà đâu mà không đưa bà đi?" Thì cái bà già này bà mới dòm, mà bà dòm cái người vợ bà dòm kỳ lắm. Thay vì người ta nói chuyện với mình thì dòm thẳng vô mặt, không, bà mới dòm vô cái bụng của cái người vợ. Bà dòm lơm vô như vậy. Mà cái người vợ thì hỏi là: "Bà ơi, 2-3 tiếng bà cũng không có trả lời, bà cứ dòm vô trong cái bụng cái, xong cái bà cười. Bà cười bà nhếch mép ra, bà cười theo kiểu cười nửa cái miệng á, cười cũng ghê lắm. Cái người vợ vừa dòm vô nghe bà thấy bà cười vậy là rợn người rồi. Cái mới hỏi là: "Bà ơi, sao mà bà dòm cái bụng con dữ vậy?" Cái bà mới nói, là: "Cô ơi, cô cho tôi cái này nha." Thì người vợ mới nghĩ là: "Ờ, bà này chắc bà đi lạc đường này nọ, hay là bà đi lên đây bà lấy nấm này nọ, mà bà không có mang cái người, bà không có mang theo cái gì. Thường thường người ta đi rừng là phải đem theo là nước nè, rồi muối, rồi cơm, rồi nó cơm trong ống tre rồi đó. Mà sao cái bà này bà không có đem cái gì theo?" Cái mới nghĩ là bà cần nước hay là cái gì đồ ăn này nọ đó. Cái người vợ mới tốt bụng mà nói là: bà cần nước uống hả, hay là đồ ăn, để con cũng còn một chút kìa, con đem cho bà ăn." "Không, cô cho tôi cái đó nghe." Cái đứa đó đó, bà nói mà bà dòm lơm lơm vô cái bụng của người vợ. Cái người vợ mới thấy bà chỉ là chỉ vô cái bụng mình. "Ủa bà ơi, bà nói gì mà con không hiểu?" Cái bà cười, nghe bà cười mà bà bước tới rồi đó. Bà vừa cười bà vừa bước tới, mà tự dưng cái lúc mà bà bước tới á, là cái người vợ á, kêu bằng tay chân bủng rủng chân không có thể nhúc nhích được. Mà gặp cái bà này sao tự nhiên sợ, hồi nãy giờ không có sợ mà bây giờ sợ rất là nhiều. Cái người vợ kêu bằng giống như là cái kiểu là hoang mang, thơ thẳng người hết trơn rồi. Mà người chồng không hề hay biết gì trơn nha. Thì con chó đó các bạn, lúc này nó mới chạy xuống. Nó chạy xuống là nó sủa từ cái chỗ mà nó đứng nó canh á. Nó sủa từ chỗ đó, nó sủa dài tới cái chỗ cái người vợ này luôn nè. Nó sủa như vậy nó chạy lại. Thì cái anh chồng mà anh nghe con chó sủa, anh mới dòm, anh mới kêu. Thường thường kêu một tiếng là đứng lại à. Bữa nay kêu cỡ nào kêu nó không đứng, mà nó chạy thẳng là cái phía người vợ. Anh chồng anh mới quay mặt lại anh dòm. Thì anh thấy vợ mình đang đứng. Đứng thì đứng ở chỗ gốc cây, quay lưng lại với mình và hướng mắt về phía trước. Mà theo cái kiểu đưa cái tay lên cà rung vậy nè. Mà ở trước mặt của vợ mình đâu có gì đâu, mà sao con chó mình nó sắn tới, nó gừ gừ làm ghê quá. Anh mới buông cái cuốc, anh mới chạy lại. Thì con chó chạy trước, còn ảnh thì anh chạy phía sau con chó vậy nè. Con chó nó chạy xăm tới, mà nó nhào qua cái kế bên cạnh cái người vợ á. Mà nó nhào thẳng ra phía trước luôn. Giống như thể là nó nhào tới nó cào cấu cái gì đó. Mà ở trước thì anh chồng vợ mình không thấy gì hết. Anh chưa thấy vợ mình sao đứng im vậy, con chó làm vậy mà vợ mình đứng im du. Anh mới la lên: em ơi, la mấy tiếng á, thì cái người vợ mới sực tỉnh. Thì khi cái người vợ sực tỉnh vậy nè, thì người tự la lên: quỷ anh ơi, quỷ. Cái người chồng có biết trời chăng gì đâu. Người chồng mới đi lại, nắm tay vợ mình thì tay chân cứ bằng lạnh ngắt hết trơn. Hồi nãy á, là cái người vợ gặp cái cảnh cực kỳ ghê luôn. Bà đang đứng bà dòm vậy, bà bước tới thì hai cái nanh mọc dài ra các bạn. Bà nhào, bà bước tới là bà định đưa cái tay bà chụp vô cái bụng á. Thì cái người vợ quá sợ rồi mà cả người cứng đơ không còn biết gì cả. May mà nhờ con chó. Cái người vợ mới thấy con chó là chạy là nhào lên người bà. Rồi bà với con chó nó kiểu là cào cấu lẫn nhau á. Rồi một hồi là cái người chồng lại kêu, cái người vợ mới giật mình. Thì lúc này thì không còn thấy nữa, chỉ thấy con chó mình nó đang gầm gừ mà nó dòm vô cái bụi lùm, nó nhào tới nhảy lui. Cái anh chồng thì anh dờ vô vợ chồng, anh dờ vô cái tay vợ mình, thấy với tay vợ mình quá lạnh. Anh cũng nghĩ là chắc đó là con rắn độc gì đó, con chó này nó phát hiện ra rồi nó mới gầm gừ mà nó không dám là cái bụi lùm. Anh mới đỡ vợ là cái chỗ gốc cây, nhưng mà cái người vợ thì lúc này quá sợ rồi, không có thể nào mà cởi được. Anh mới nói: em ngồi đây đi, để anh coi có cái gì đó. Anh mới lấy cái cây anh đi lại. Anh lấy cái cây đi lại thì lúc này con chó nó quay đầu lại. Nó quay đầu lại mà nó chạy là cái chỗ ảnh á. Nó mới ngậm vô cái ống quần của ảnh. Theo kiểu là nó bư là nó kéo dời á các bạn. Cái anh chồng nó nói: mày làm gì vậy mực? Mày làm gì vậy? Để tao coi có cái gì trong đó mày.
Buông cho coi, buông cho coi. Bình thường là gỡ một cái là nó buông. Bữa nay gỡ cái nào nó không buông, nó ngậm cái ống quần của anh. Nó mới lôi tới mình rách ống quần luôn. Mà anh bực quá đi, anh mới đánh con chó một cái. Nhưng mà anh mới đánh một cái thôi là anh cũng thương chó lắm. Anh đánh theo kiểu đánh cho nó buông mà nó không buông. Đau đau nó không buông. Thì cái người vợ cái lúc này mới lấy lại tinh thần, các bạn, mới đi lại nắm tay chồng mình á, anh ơi, đi về đi anh, đi về đi, con chó nó kêu mình về đi, về em cởi anh nghe. Về liền đi anh ơi. Thì hai vợ chồng mới bắt đầu đi về. Thì cái anh chồng này anh cũng chẳng biết gì cả. Tại vì anh mang cái lá bùa trên người các bạn. Làm như là có cái lá bùa nó giữ được cho anh. Hai vợ chồng đi về, về tới nhà rồi con chó nó không chịu vô nhà. Nó cắn cái quần của anh chồng á, nghe, nó về tới nhà rồi á, nó cắn cái quần, nó kéo ảnh vô rồi nó cắn cái quần của vợ ảnh, nó kéo hai vợ chồng vô. Hai vợ chồng đi trong nhà rồi thì nó đi ngược trở ra, nó ngồi ở trước ở ngoài á, nó canh. Kêu cỡ nào kêu nó không vô. Thậm chí anh chồng anh vô trong nhà rồi anh mới lấy đồ ăn này nọ anh dụ nó vô á, mà nó không vô là nó không vô. Cái người vợ mới lấy lại được cái bình tĩnh đi. Thì chắc là do cái chặn mà hồi trước ông thầy ông chắn xung quanh nhà, con chó nó ngồi ở ngoài cái chặn đó đó. Nó ngồi nó canh. Còn ở trong nhà đó thì hai vợ chồng có cái chặn của ông thầy hai chặt ông chắn đó. Cho nên là làm như vợ cái người vợ ở trong nhà lấy lại được cái bình tĩnh, cái người vợ mới cởi hết cho cái người chồng nghe. Thì sau khi cái người chồng nghe đầy đủ cái câu chuyện mà người vợ mình thấy quỷ như vậy đó, cũng rất là sợ. Mà lúc đó là nó lạ một cái là thay vì như vậy thì cái người chồng hay gỡ cái lá bùa đưa cho người vợ đi, thì không các bạn. Làm như nó khiến không cho, và nó muốn bắt cái đứa bé trong cái bụng của cái người mẹ cái vợ đó. Bởi vậy nó không cho, nó khiến anh chồng quên luôn cái việc mà có cái lá bùa trên người. Tối đêm đó thì hai vợ chồng ở trong nhà, con chó không vô là không vô. Anh chồng anh đi ra, anh định là kéo nó vô. Nó kiểu là bắt nó lại và đem nó vô đó. Làm như nó biết nha, nó không, nó chạy ra. Nó chạy ra bên ngoài, nó không cho anh bắt. Anh kêu cỡ nào kêu, nó không cho anh bắt. Mà hỏi anh đi vô rồi là nó lại ngồi ngay cái vị trí chỗ đó. Ngồi ngay chỗ đó nữa. Nó ngồi nó canh. Tối đó hai vợ chồng ở trong nhà. Cái người vợ mới sợ nó, anh ơi. Thôi bây giờ anh ở nhà với em đi, anh đừng có đi ra ngoài. Sao mà em cảm giác em sợ quá. Làm như là em sắp chết vậy anh. Người vợ nói vậy thì người chồng rất là sợ. Vợ mình đang mang thai nữa mà ảnh hưởng như vậy cũng đâu có tốt. Người chồng mới khuyên và đưa người vợ vô ngủ sớm. Cái đêm đó hai vợ chồng ngủ là cái đêm đầu tiên nha các bạn. Hai vợ chồng ngủ. Ngủ ở trong nhà như vậy mà ở phía bên ngoài á, con chó thì lâu lâu cái nó gừ. Nó gừ mà đến khoảng cái tầm 12 giờ đêm á là nó gừ mới nhiều và nó ngừng hồi cái đêm ru. Thì người chồng mới thấy vậy á, người vợ mình cũng ngủ rồi mà sao con chó tự nhiên nó gừ, nó sủa một hồi thì nó im. Người chồng mới đi ra thì không gặp con chó đâu. Đi ra không biết con chó nó đi đâu mất tiêu rồi. Cái kiếm thì kiếm sao được, mình phải ở nhà mình giữ vợ. Anh mới đi ngược trở vô trong nhà anh ngủ. Anh ngủ cho tới sáng thì hai vợ chồng thức dậy. Cái người chồng mới hỏi là bây giờ là em thấy em tinh thần em sao, mấy em ở nhà đi. Để anh đi lên trên rẫy anh làm một mình thôi. Thì cái người vợ mới can. Nói là hôm qua em gặp trên đó có quỷ, anh đừng có đi lên trên đó. Anh chồng thì anh nói về hai vợ chồng mình ở đây thì phải làm mới có cái này cái kia đem xuống liền rồi đổi cho người ta kiếm gạo này nọ ăn, chứ bây giờ mà mình không chồng thì lấy cái gì mà mình sống. Người vợ nói thì từ từ anh ơi, chứ bây giờ em mới gặp quỷ như vậy mà anh đi sao mà được. Anh chồng anh cứ suy nghĩ hoài. Cái anh mới nói thôi bây giờ em ráng đi, em ở nhà em đừng đi đâu chứ, đừng đi ra khỏi nhà, để anh đi ra ngoài dãy. Rồi anh đi thì anh có đi xuống cái nhà kia có người quen á, anh dụ người ta đi chung. Người vợ thấy vậy cũng được, cái người vợ mới nói thôi bây giờ anh đi thì anh đi đi. Nhưng mà cái người chồng á là mới đi ra thôi, mới đi ra khỏi nhà độ cái khoảng chừng 100-200 thước à, thì đang đi định đi tới cái nhà khác để mà mượn cái người quen đi chung á, thì gặp con chó nằm. Nó nằm nó trên ư ử trong một cái bụi. Tới chừng mà anh chồng anh đi vô thì anh thấy mình mẩy nó tím xanh hết trơn các bạn. Không biết là nó bị con gì cắn mình mẩy nó tím xanh hết trơn, nó nằm trên ư ử ở đó. Anh mới thấy anh thương con chó lắm. Tại vì hai vợ chồng sống ở đây là nói chung hồi đó tới bây giờ cũng nhờ con chó này rất là nhiều. Nó cảnh báo hết trơn à.
mà bây giờ thấy nó bị thương vậy, mình mẩy của nó thì cũng không có bị gì, nhưng mà có những cái dấu xanh, cái dấu lằn y như kiểu mà bàn tay vậy đó. Mà người ở đây ai mà đánh con chó của mình? Cái ảnh mới lại, anh coi kỹ, anh coi kỹ, anh dòm vô con mắt nó, anh thấy hai bên là nước máu nó chảy xuống các bạn. Nhưng mà trong cái dòng máu đó hình như là ông thấy cũng có nước mắt nữa. Ông nói trời trời sao bị như vậy nè. Ông mới bồng nó chạy về. Ông bồng nó chạy về thì về tới nhà nó chết trên tay ông rồi. Thấy vậy ông mới đem đi ông chôn. Ông chồng mới đem đi ông chôn. Ông chôn mà ông cũng không có cho người vợ hay nữa. Tại vì ông biết nếu mà người vợ hay á là buồn lắm. Tại vì người vợ rất là thương. Hai gia chồng hữu hỷ với nhau mà có con chó ở nhà là cái niềm vui à. Mà bây giờ nó chết rồi. Cái ảnh mới giấu, anh đem ra phía sau anh chôn. Anh chôn xong thì tối đêm đó anh cũng buồn. Từ buổi chiều anh không đi làm luôn. Anh buồn anh mới ở nhà với vợ. Anh nói là thôi bây giờ bà vợ nói thì anh cũng sợ sợ thôi, đợi vài bữa nữa anh đi làm. Anh làm bộ nói thôi chứ thật ra anh buồn. Tối đêm đó hai vợ chồng mới nằm ngủ, là đây là cái đêm thứ hai nha các bạn. Đêm trước là con chó chết rồi. Và đêm nay là cái đêm thứ hai nè. Hai vợ chồng đang nằm ngủ như vậy. Thì cái người vợ á, nửa đêm đi, cái người vợ mới, cái kiểu bầu mà nhiều khi nó hành nó đau, cái người vợ mới đau đi, cái mới khều anh chồng nói anh ơi, hay là anh đi xuống dưới anh nấu cho em miếng thuốc. Hồi đó kiểu người ta cũng hay lắm các bạn, người ta có những cái bài thuốc mà cho mấy cái bà bầu uống cho đỡ đau, mấy cái lá rừng, mấy cái lá loại lá tốt á, trị được những cái chứng đó vậy, cái kiểu kinh nghiệm người ta truyền với nhau á. Thì cái anh chồng mà anh thấy vợ vậy anh mới thức dậy. Anh thức dậy thì anh đi ra phía sau bếp á, anh nấu. Mà nhà hồi đó nhà lá là cái bếp nấu lửa đó, củi là phải nấu bên ngoài các bạn, chứ không có nấu ở trong nhà. Cái ảnh mới ra anh nấu. Anh đang nấu ở ngoài sau thì cái người vợ mới ngồi ở ngoài trước, mà theo kiểu ngồi cưới cái ngọn đèn á. Cái người vợ mới ngồi vậy thì nghe kêu, nghe kêu mà cái tiếng kêu lanh lảnh lanh lảnh bên ngoài á. Người vợ giật mình mới quay mặt ra. Quay mặt ra thì thấy cái sân nhà, giống như là cái hiên nhà đi, đi năm đi chừng 5 thước á là cái sân. Mà cái hàng rào giờ phía bên ngoài á, cái phía bên ngoài đó đó là có cái người đứng. Mà cái nhà của anh chồng là cái nhà sàn nha các bạn, cho nên là khi mà đứng ở trên dòm xuống là nó xéo xuống vậy nè. Thì thấy cái người đó đứng á, mà cái nhà sàn nó rất là cao. Sàn dưới mà lên tới trên á là cũng 2 thước hơn rồi, tại vì tránh mấy con này, con vật lớn, con này con kia đó. Mà sao mà cái người vợ mới thấy là cái người ở ngoài đứng đứng tượng mặt đất, như là cái sàn của cái người vợ là 2 mét đi, rồi cộng thêm người vợ đứng, cái người vợ cũng mét mấy nữa, là đứng cao là 3 mét mấy rồi. Vậy mà dòm ra phía bên ngoài thì thấy cái người đó đứng, cái bóng đứng là đâu mà ngang bằng với mình, rất là lớn. Chị vợ mới sợ quá, mới la lên, hét lên một tiếng. Mà cái mặt thì cứ lấm lấm dòm ra ngoài đó hoài. Anh chồng ở phía sau mới nghe vợ mình hét, anh mới chạy lên. Anh chạy lên tới trên thì anh thấy vợ mình đưa cái tay chỉ xuống nhà, chỉ ngang vậy nè các bạn. Thì anh mới dòm ngang thì anh dòm mới thấy gì đâu, nguyên cái bóng đêm không mà. Nhưng mà trong mắt của người vợ nha, là người vợ thấy rất là ghê luôn. Nguyên một con quỷ nó đứng mà nó danh hai cái nanh ra, nó trợn mắt lên nó dòm. Là cái người vợ ớ lên gặp chồng mình là không biết gì, là xỉu luôn. Xỉu ngay cái lúc đó luôn. Anh chồng thì sống ở khu vực đó, đâu phải mà có gần nhà có nhà đâu. Mỗi lần mà muốn qua cái nhà gần nhất á, cũng lội qua cái đồi này, lội qua cái suối kia rồi mới tới nhà. Mình bị gì là tự mình làm thôi, chứ mình đòi mình đi kêu người ta là ở nhà vợ mình nó chết rồi. Thì anh mới đem vợ vô trong nhà, cũng lấy thuốc rồi lấy những cái đồ mà hồi trước người ta hay để cho mấy cái người đàn bà xông khói đó, kêu bằng xông đó các bạn. Xong cho vợ này nọ thì hồi cái người vợ mới tỉnh. Mà cái người vợ tỉnh vậy rồi á, cái người vợ theo kiểu là không có được bình thường như lúc trước. Chỉ có một cái lần, một lần này thôi các bạn, chỉ dòm được một lần thôi. Mà tự nhiên cái tâm trí của người vợ làm như là không còn minh mẫn như lúc trước. Hồi lúc trước thì sợ, xong rồi tỉnh dậy rồi định lại cái tinh thần á, thì còn kể cho chồng mình nghe cái này cái kia được. Còn bây giờ tỉnh dậy rồi là cứ la ớ không. Phải trải qua đâu có tiếng mấy đồng hồ á, thì cái người vợ mới định lại được cái hồn mình, là mới cởi là hồi nãy em gặp vậy vậy đó. Nhưng mà cởi là không phải cởi rành mạch đâu, cởi theo kiểu mơ hồ, và cởi trong cái ngữ điệu là rất là sợ.
mà có cái người đàn bà mà người ta có thai mà gặp cái cảnh như vậy mà ai không sợ. Cái anh chồng anh mới thấy là vợ mình nó gặp mấy cái chuyện tâm linh quá ghê rồi, mà hồi anh mới nhớ là cái lời của ông thầy dặn anh, ông thầy ông nói là khi nào mà nhà anh mà có gặp cái chuyện gì tâm linh á thì tốt nhất là ở trong nhà, đừng có đi ra bên ngoài thì sẽ an toàn được. Cái anh chồng anh nghe vậy anh nhớ, anh mới nhắc cho vợ mình nhớ, mà đặc biệt là nhắc thì nhắc vậy thôi chứ còn cái lá bùa thì không thể nào mà nhớ mà đeo cho vợ mình hết. Hai vợ chồng mới nằm ngủ như vậy thì cứ nằm ngủ được một lúc á thì cái người vợ lại la quảng lên, mà lúc này thì cái người vợ là không có nhớ rồi, đầu óc không còn minh mẫn để kể cho chồng mình nghe là hồi nãy, thí dụ như người chồng hỏi là hồi nãy em la cái gì thì cái người vợ không có cởi được, nghĩa là đầu óc nó đã bị hoang mang tột độ rồi, quá sợ hãi rồi. Cứ lâu lâu cái người vợ ớ lên là người vợ la lên là bên ngoài anh ơi, mà cái trong nhà thì có hai vợ chồng mà cứ nằm một chút xíu cái người vợ mình lại la lên ở ngoài quỷ ở ngoài quỷ. Anh chồng anh bước ra anh dòm tới dòm lui, anh dòm xuôi dòm ngược, anh dòm hoài thì anh không thấy. Mà cái cảnh đêm ở trong nhà là cứ chịu như vậy mà tới sáng mà không biết bao nhiêu lần. Tới sáng ra thì cái người vợ giống như kiểu là quá mệt mỏi rồi là mới nằm thiếp đi, là ngủ. Thì anh chồng lúc này anh cũng khó khăn nè, ban ngày thì anh có thể là anh đi qua bên cái những cái nhà hàng gần nhất á để mà anh nhờ người ta có cái cách gì không, nhưng mà đi rồi bỏ vợ mình ở nhà sao được, mình còn dẫn vợ mình đi theo lại nhớ cái lời ông thầy là không có được đi ra bên ngoài nếu mà gặp cái chuyện tâm linh. Thì anh chồng anh cứ bức rứt anh đi ra đi vô hoài mà anh không biết cách nào để giúp được cho vợ mình. Cái anh mới ngồi anh canh tới chưa cái người vợ mới tỉnh dậy. Mà tỉnh dậy rồi đó thì kể cho anh nghe là hồi tối là cứ nằm trong nhà rồi thì cứ nghe cái tiếng kêu mà hỡi dòm ra ngoài, mặc dù là dòm vô vách đó các bạn, cái vách nhà đã che hết rồi, có nghĩa là không thể nào mà mắt của người bình thường mà có thể dòm ra được ngoài sân. Mà không hiểu làm sao cái người vợ cứ hỡi mở con mắt ra dòm một cái là thấy đứng ở ngoài sân, cái hình con quỷ đứng ở ngoài sân ngoài vậy đó. Thì anh chồng á, anh nghe vợ mình kể vậy anh rất là xót thương cho vợ. Anh mới nói là thôi bây giờ tối nay á, em ở đây ngủ đi, để anh ra ngoài trước anh canh. Thì người vợ không cho, người vợ nói không anh đừng có ra, con quỷ đó nó ghê lắm, nó ăn thịt anh đó. Cái anh chồng anh thấy vậy mới nói thôi bây giờ ban ngày em ở đây nha, anh đi gần nhà thôi, anh chặt mấy cây này cây kia, mấy cái cây mà giống như là những cái người ta kinh nghiệm, người ta nói là đỡ treo trong nhà này nọ cho vong nó không vô đó, thì anh cũng làm. Nhưng mà thật ra con quỷ này nó quá khứ rồi các bạn. Tối bữa đó là cái đêm thứ ba thì cái người vợ rất là sợ, cứ hỏi trời sụp tối là cái người vợ chạy vô trong buồng là bắt đầu kêu bằng là quay mặt mà úp xuống là lấy cái chăn rồi đắp cái mặt mày mình lại chứ không có dám mà mở mắt ra luôn, sợ tới độ mà không có dám mở mắt ra. Thì cái đêm nay nè là ngay cả anh chồng anh cũng nghe nữa. Anh nghe cái tiếng nha, ban đầu là cái tiếng giống như cái tiếng kêu hai vợ chồng vậy đó, mà cả hai vợ chồng đều nghe. Hai vợ chồng thì đâu có dám mà lên tiếng trả lời. Anh chồng thì anh còn đỡ, tại vì dẫu sao ảnh là cái người chỉ nghe thôi, còn cái người vợ là mấy bữa trước đã gặp rồi, gặp chính diện và gặp rõ ràng. Thì bây giờ nghe cái tiếng kêu ở bên ngoài là người vợ kêu bằng sợ ơ mà anh cứ ngắt vậy luôn nè. Cứu em anh ơi, mà nước mắt chảy ròng ròng. Còn cái anh chồng thì anh cũng nghe đó, nhưng mà anh cũng nói em ơi không sao có anh, nhưng mà rất là sợ. Tại vì cái thời đó là quỷ đồ nó lộng hành lắm. Một hồi á thì ảnh mới không còn nghe cái tiếng kêu mà làm như không trả lời cái nó không kêu nữa nha. Mà ảnh lại nghe, cái người vợ cũng nghe đó. Nghe cái tiếng nó đi á, theo kiểu là nó đi xung quanh nhà mà giống như cái cỡ mà con voi nó đi vậy. Làm cái dầm rầm rầm mà đi theo kiểu mà cây cỏ rồi rạp rạp hai bên vậy các bạn. Nghe y chang cái tiếng vậy luôn. Mà anh dòm ra bên ngoài cái tiếng kêu sao, cái tiếng đi sao á, anh dòm ra bên ngoài anh dòm thì anh không có thấy. Mà ở trong nhà là nghe mồm một, dòm ra ngoài không thấy nhưng mà vẫn nghe cái tiếng. Lúc thì nó đi xung quanh nhà, lúc thì nó dậm rạp ở chỗ này chỗ kia. Mà nó làm quá ghê đi thì được một hồi á, thì cái người vợ á
theo cái kiểu là bị ám tới nỗi mà nhắm con mắt vẫn thấy, nhắm con mắt lại rồi nhưng mà trong cái tư tưởng á là như bị con quỷ này nó ám tới nỗi mà thấy luôn, thấy cái hình ảnh là con quỷ nó đang đi bên ngoài á, rồi nó mới đứng nó sừng lại và nó dòm vô. Thì cái người vợ là giống như trong tâm trí mà làm sao mà nhắm con mắt lại mà không thấy được các bạn. Người vợ mới thấy con quỷ là nó rụng cái đầu xuống, nữa là cà lăn, xong rồi cái nó rụng tay rụng chân, rồi nó giáp lại y như cũ. Cái kiểu mà nó ám ảnh, nó làm cho người vợ mà phải sợ, mà không còn hồn phách hồn vía đầy đủ luôn. Thì cái người vợ mới la lên, chịu hết nổi, có nghĩa là bây giờ sao các bạn, mở mắt á thì thấy, mà nhắm con mắt lại nó cũng ám cho thấy. Thì cái người vợ này trong cái lúc này là không chịu đựng nổi cái nỗi sợ hãi, như tận cùng cái nỗi sợ hãi rồi. Người vợ mới giống như kiểu quá điên, giò đầu bứt tóc mà la hét như một bà điên, thậm chí tay chân cào cấu mặt mày sởi hết trơn, rồi lấy tay mà nhào tới nhào lui. Thì cái người chồng mới sợ là cái người vợ mình gặp nguy hiểm, tại vì đang mang thai mà. Ảnh mới cố gắng dùng hết sức của ảnh, mà may là lúc này là con quỷ nó không phải nó nhập vô cái thân xác người vợ, là tại vì cái người vợ giống kiểu là sợ quá, cái mức độ sợ hãi nó quá nhiều, cho nên cái người vợ không chịu đựng nổi mà tinh thần không ổn định thôi. Cái anh chồng anh mới cố gắng anh đè lại và anh trói tay trói chân lại các bạn, trói tay vợ trói chân vợ mà nước mắt chảy ròng ròng. Anh trói xong rồi người vợ cũng gào thét ở trong vậy đó, giống như là một bà điên. Thì anh chồng anh mới chạy ra bên ngoài á, anh mới quỳ xuống anh lại, anh chạy ra ngoài kêu bằng anh lại tứ phương luôn, anh lại vợ anh gian anh xin, anh nói mày làm ơn mày tha cho vợ tao, mày cũng bắt mạng này nữa, tao đền tao cho mày cái mạng của tao nè, mày đừng có bắt mạng vợ tao. Anh mới gào khóc lên mà anh cầu xin. Thì anh cầu xin, anh làm hoài vậy mà anh không thấy gì hết, mà cái vợ trong nhà đó la gào thảm thiết. Thì anh mới cầm lòng không đậu, anh mới chạy ngược trở vô. Thì anh cũng sợ vợ mình cắn lưỡi này nọ, thì kiểu mà hoảng loạn rồi, anh lấy đồ anh nhét vô vợ mình, anh dán, anh năn nỉ, anh ngồi kế bên á, anh năn nỉ vợ, anh dán cho vợ định hồn lại. Cái người vợ một hồi cái kiểu mà giống như là quá sức lực của một cái bà bầu rồi, cái người vợ mới từ từ dịu đi rồi nằm mê man như vậy. Nhưng mà tới sáng luôn là anh chồng anh định gỡ dây ra cho vợ mình nó dễ chịu lại, rồi dẫn vợ mình đi, hay hoặc là cõng vợ mình đi để tìm một cái cách nào đó. Thì anh mới vừa định mở dây thì người vợ là bị điên nữa các bạn. Nhưng mà đây cũng gọi là một cái may mắn á, chứ nếu mà anh cõng vợ anh đi ra ngoài là không chừng là hai vợ chồng chết hết rồi. Anh định mở chối ra thôi thì cái người vợ đâu kiểu lên cơn, mà lên cơn dùng dãy như vậy đâu thế nào mở mà cõng đi được, phải dơi nước mắt mà ngồi đó mà giữ vợ mình lại. Trong nhà còn cái gì thì lôi ra ăn cái nấy, mà cái người vợ thì đâu còn ăn uống gì nữa đâu. Người chồng chỉ đè xuống đổ nước này nọ đỡ thôi. Là mỗi đêm hai vợ chồng đều ôm cái nỗi sợ hãi, và lúc này ngay cả anh chồng anh cũng nghe nữa. Anh nghe cái tiếng là rõ ràng hơn giờ như vợ mình nghe vậy đó. Mà mỗi lần anh nghe cái tiếng vậy là vợ của anh á lại lên cơn càng nặng nữa. Đó. Thì trải qua thêm 3 ngày anh chồng anh chịu hết nổi luôn các bạn. Gặp vợ của mình mà xót đau, bản thân ảnh á cũng hoảng loạn thằng tinh thần rồi. Bữa chiều đó là tính ra là tới cái ngày thứ 6 á. Cái bữa chiều đó ảnh mới đi gần nhà anh hái mấy cái loại lá rừng mà mấy cái loại có độc á, với mà lại nắm độc của anh mới nấu. Anh đem về anh nấu rồi anh sắc lại cho một cái chén á. Anh mới đem vô, anh mới ngồi kế bên cái chỗ của vợ mình á, là theo cái kiểu là anh khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Anh mới nói, thì anh tự nói với vợ anh, là anh nói theo kiểu là em ơi, như vậy thì vợ chồng mình sao mà sống nổi, mà anh không có chịu nổi khi mà giờ mà em điên dại kiểu này. Tại vì anh cũng suy nghĩ, anh biết là không thể nào mà thoát khỏi con quỷ đó. Thì anh mới dự định á là uống cái loại thuốc độc đó để hai vợ chồng chết, thà chết như vậy chứ không để con quỷ nó bắt mạng từ người. Anh nghĩ là nếu mà vợ mình bị bắt mạng chết á thì anh sống còn thua cái sự chết nữa. Mà anh không nỡ nào mà anh dòm vợ anh chết trong trước mặt anh.
Anh định là uống cái này và hai vợ chồng chết luôn. Mà có lẽ là cái số của hai vợ chồng chưa có tặng. Vừa kịp cái lúc á, mà cái ông thầy hai trạch này ông về. Tại vì hồi đó ông mang cái ơn của hai vợ chồng này, và bây giờ trên đường về là ông cố gắng ông tìm cho được cái nhà này. Thì ông nhớ đường hết trơn à. Lúc mà ông đi về á, thì lúc đó nó cũng có chừng mà giống bây giờ mình nói là có 8-9 giờ tối thôi. Thì cái người chồng đang chuẩn bị thôi, chứ chưa có uống nữa. Thì ông đi về ông mới gặp. Ông gặp cái con quỷ nó đứng xung quanh nhà, mà ông gặp con quỷ này quá dữ dằn luôn. Ông mới ra ông đánh làm sao không biết đó. Thì ông khi mà ông chạy vô trong nhà đó, thì ông mới gõ cửa rầm rầm. Ngay cái lúc mà cái người chồng là cũng đang chuẩn bị uống rồi. Cái người chồng mới nghe cái tiếng bệnh tự động cái lúc đó là phát chắc nhớ lại các bạn. Cái anh chồng mới chạy ra anh mở cửa. Anh mở cửa thì gặp ông thầy anh quá mừng. Thì ông thầy hai trạch lúc anh không có để ý ông thầy hai trạch lúc này mà mặt mày mồ hôi đầy chứ. Ông thầy hai trạch mới kêu đi vô trong nhà. Đi vô trong nhà ông lại ông gặp cái người vợ đó. Thì ông mới đốt lá bùa cho người vợ uống. À, cái người vợ uống xong rồi thì hai người mới ngồi. Thì có cái ông thầy hai trạch ở đây á mới mở ra chối ra được. Là ông mới định được cái hồn cho cái người vợ á. Sau đó định xong rồi ông mới kêu cởi lại xong hết trơn rồi ông thầy ông mới nói á là cái chặn của tôi á là tôi bày ở ngoài á là nó mạnh lắm. Bởi vì con quỷ tạm thời nó vô không được. Nhưng mà tới mấy cái ngày rằm á, âm khí nó mạnh là thế nào nó cũng vô được à. Mai á mà hai vợ chồng không có đi ra khỏi nhà, chứ nếu mà anh mà cõng vợ anh đi ra khỏi nhà là hai chồng anh sống nổi đâu, con quỷ này nó dữ lắm. Và nghe hai chồng kể là ông biết là con quỷ để trong cái hũ. Và cái hũ đó khi mà đã mở cái nắp ra rồi đó thì nó ra ngoài rồi. Chắc hồi đó là người ta trắng nhưng mà kiểu mà cặp mắt thường của hai vợ chồng dòm vô đâu có biết đâu, thấy hũ bình thường. Chứ nếu mà ông thầy hai chồng không dòm là ông biết liền. Ông vợ giờ ông cho mở cái nắp đó ra. Thì ông thầy hai trạch ông mới nói á, bây giờ tôi á là cũng đâu có khả năng mà tôi bắt được con quỷ này, nó mạnh lắm. Chặn bài ra thì nó vô không được. Nhưng mà nếu mà đơn thân ra ngoài á là không có đấu lại nó. Mà bây giờ ở trong đây thì cũng không phải tôi coi là không mấy ngày nữa đâu là nó cũng vô được à. Hai vợ chồng mới quỳ xuống xin. Nói là thầy ơi, bây giờ có chết á thì thầy làm cho con quỷ nó bắt con đi để cho vợ con sống, tại vợ con mang thai một xác mà hai mạng thầy ơi. Ông thầy hai trạch ông mới nói là tôi đã về đây rồi thì tôi không có để cho hai chồng bị gặp cái gì đâu, nhưng mà bây giờ là phải nghe theo tôi nè. Tới giống như là tới nước nào hay nước nấy, mặc dù là bùa pháp thuật của ông thầy hai trạch cũng mạnh lắm đó, nhưng mà ông biết là không có làm loại con quỷ này. Mà ông cũng không thể nào bỏ hai vợ chồng mà ông đi được đó. Thì ông mới ở thêm một đêm nữa. Thì sáng bữa sau á, ông mới dắt hai vợ chồng đi. Do là ban ngày, cái ông mới dắt đi. Ông dắt đi thì mới tìm. Chứ nếu mà đi là bất cứ một cái nhà nào á, là giống như vô nhà nào là hại nhà đó. Rồi con quỷ nó theo tới mà, nó đuổi theo phía sau á. Nhưng mà ban ngày theo kiểu là nó không có làm gì được thôi. Ông thầy ông cứ dẫn đi hoài. Ông dẫn hai vợ chồng nó đi là theo cái kiểu là đúng 3 ngày trời. Từ cứ ban ngày đi, ban đêm mà dừng lại một cái là ông mới bày cái trận là ở trong nhà. Ở trong cái trận đó là ngủ ngơi trong trận đó đó. Mà bài trận nó phải chỉ đơn giản các bạn. Mỗi lần bài một cái trận của mấy ông thầy pháp á là ông mệt dữ lắm. Bài 3 ngày là ông thấy cái mồi chịu không có nổi rồi. Thì ông mới nói với hai vợ chồng á là bây giờ á là phải mạo hiểm là đi tìm một cái nhà, xong rồi hai vợ chồng ở trong cái nhà đó, rồi tôi á ở bên ngoài, tôi bày cái trận tôi đánh với con quỷ này. Đánh trận này là một sống hai chết. Hai vợ chồng cứ yên tâm, nếu mà chết á là tôi sẽ chết trước hai vợ chồng. Ông thầy và hai trạch ông nhớ lại cái nghĩa mà hồi xưa hai cả nửa năm trước á, hai vợ chồng nghèo khổ vậy mà nhận giúp đỡ ổng. Thì bây giờ ổng về ổng nhớ là ổng đặt chân tới đây đầu tiên cũng kịp cái lúc mà ổng cứu được hai vợ chồng. Nhưng mà ổng nói bây giờ đánh với con quỷ này á là ổng sợ ổng làm không có lợi. Nhưng mà nếu mà cứ trốn chạy cái kiểu này hoài là đâu có làm được mấy ngày nữa đâu các bạn. Ông thầy hai trạch á ổng mới quyết định và ổng nói với hai vợ chồng rằng là cái đêm nay á là ổng sẽ đón con quỷ ổng đánh. Mà ông đánh là ông kiểu là theo kiểu là ông liều mạng luôn đó.
Thì hai vợ chồng này nói là cái ăn nghĩa là cái bữa cơm ăn, rồi cái bữa nghỉ ngơi của hai vợ chồng con mà đối với thầy á thì cũng không có bao nhiêu, mà bây giờ thầy vì hai vợ chồng mà phải liều mạng như vậy á thì hai vợ chồng cũng thấy là áy náy lắm. Ông thầy ông nói nếu mà không có hai vợ chồng á, không cho tôi ăn bữa cơm, không cho tôi nghỉ ngơi á, tôi tìm không được chỗ thì tôi cũng chết thôi. Mà tôi là tôi giúp người, bây giờ không có ơn với tôi mà tôi gặp cái cảnh này tôi cũng sẽ giúp. Đó là hai vợ chồng yên tâm. Sau khi mà nói chuyện để cho hai vợ chồng không cảm thấy áy náy về cái việc đó nữa, là lúc đó cũng khoảng cái giờ trưa thì ông thầy Hai Trạch á, ông mới dẫn hai vợ chồng đi. Ông đi tới một cái bản đó là cũng cái người dân tộc mà người ta ở. Ông mới đi vô ông xin một cái nhà. Tại vì ông đi rất là nhiều cái kiểu mà người bình thường mình, người mình xui mình đi xuống rồi, chưa chắc gì người ta cho mình vô nhà đâu. Và ông biết được những cái tục lệ cũng như là những cái cách thông dụng của cái người dân bản người ta tiếp xúc với nhau. Thì nhờ có ông thầy á, cái nhà đó người ta mới cho là hai vợ chồng vô tá túc. Ông thầy ông mới dặn á là bây giờ tôi bày cái trận ở ngoài đây, hai vợ chồng phải ở trong nhà. Mà bày cái trận thì ông thầy này ông cũng giấu cái người chủ nhà chứ ông không có dám là cho người chủ nhà người ta biết. Ông mới kêu là hai vợ chồng là phải im, không có được nói gì, mà tối đêm nay á, lỡ mà có nghe cái gì ở ngoài là cũng không có được đi ra, phải ở yên trong nhà, dù cho ổng về cũng không có được đi ra luôn, trừ khi ổng đi vô. Đó. Thì ông dặn rất là kỹ như vậy. Rồi ông mới nói á, lỡ mà sáng nay á, mà tôi không có về đó, là hai vợ chồng phải là đi nơi khác. Ban ngày là tranh thủ đi tìm, nhờ người ta là chỉ dẫn kiếm ông thầy nào bà thầy nào giỏi thì đi nhờ người ta mới có khả năng sống. Tại vì con quỷ nó ra được rồi đó, mà nó hợp mạng với nó bắt những cái hồn những cái người mà mang thai này nọ đó, thì lúc đó là nó theo kiểu là con quỷ nó thành tinh luôn rồi đó, là không may mà chị nó nổi đâu. À, thì ông thầy ông mới dặn như vậy xong rồi đó, thì ông kiểu mà ông phó thác cho trời thôi, ông chỉ biết dùng hết sức thôi chứ bây giờ là hết cách rồi. Tối đêm đó là cỡ giờ chiều đó, ông mới âm thầm ông đi ra ngoài đường vắng á, ông mới bày trận đồ ngoài đó, ông làm sẵn hết trơn. Nói chung là tất cả những gì mà ông học được từ thầy, chứ nếu mà có thầy ông còn sống thì cái con quỷ nó không phải lo rồi. Nhưng mà ông thầy Hai Trạch thì lúc đó ông chưa có phải là quá giỏi. Thì ông mới bày trận này nọ xong ông mới chờ. Tại vì ông biết á, nếu mà cứ trốn chạy hoài thì cứ mỗi lần bày cái trận như vậy đó thì cái sức lực của ổng đâu có bài được bao nhiêu ngày, thì tới đó là cũng bị con quỷ nó bắt thôi. Cái đêm đó thì ông thầy Hai Trạch ông kể cho ông Từ nghe là ông gian nan dữ lắm, kêu bằng là ông biết được cái gì, ông dùng tất cả những gì ông biết luôn, ông đánh với con quỷ đó. Ông đánh với nó là kêu bằng là ông không còn một chút sức nào hết trơn, là ông làm không lại nó. Cái kiểu là ông thầy Hai Trạch là nó rồi, là chết rồi, chiến này là chết rồi. Nhưng mà may mắn là trong cái lúc đó đó các bạn, cái bà Hai Nơi này bà xuất hiện. Mà lúc đó là cha của bà Hai Nơi là còn sống nha. Mẹ thì mất rồi nhưng mà cha còn sống. Thì hai cha con bà Hai Nơi á ở trong cái bản này. Và hai người á là kiểu bùa phép mạnh dữ lắm. Có điều thì cái lúc đó ông thầy Hai Trạch thì ông đâu có biết. Mặc dù ông tới đây là kiểu ông đi ngang thôi, ông đâu có biết rành đâu. Ông mới gửi hai vợ chồng vô cái nhà đó, xin người ta cho tá túc kiểu bình thường thôi, không có nghĩ là trong bản này lại có mà thầy bùa mạnh đến mức độ như vậy. Cái lúc đó thì hai cha con của bà Hai Nơi thì trong cái bản đâu có bao lớn, mà cái việc tâm linh là người ta dựa hết vào hai cha con này. Bởi vậy ông thầy này ông bài chẳng dữ lắm, ông bài bùa phép, nói chung là xung quanh cái bản ông là bùa phép có hết trơn á. Thậm chí mấy cái người mà ở trong bản là mỗi một cái nhà dân ở bên trong á là đều có bùa của ổng. Nhưng mà lúc đó là ông thầy Hai Trạch ổng quá lo cho hai vợ chồng này, ổng tìm mọi cách, ổng suy nghĩ trong đầu, ổng chỉ nhớ tới cái việc là phải đánh với con quỷ này bằng cách nào thôi, chứ ổng không có quan sát nhiều đó. Thì khi mà con quỷ nó tới, cũng như là ông thầy Hai Trạch ổng bày trận này nọ đó, thì đương nhiên cái người mà trong cái nghề bùa phép người ta biết. Cha con của bà Hai Nơi á, khi mà phát hiện ra là có quỷ vô bản
thì hai người mới đi ra và tìm kiếm, thì phát hiện ra được là ông thầy Hai Trạch ông đang đánh như con quỷ, mà ông đánh làm không có lại, ông sắp chết rồi. Thì hai cha con mới nhảy vô và là bùa phép đánh con quỷ đó, thì rất là mạnh các bạn, có thể nói là rất là giỏi luôn, và bắt được con quỷ đó luôn, kêu bằng đánh là tan hồn luôn á. Đánh xong là nhờ vậy mới cứu được ông Hai Trạch, cứu được ông Hai Trạch trở rồi thì về tới nhà là lúc đó ông Hai Trạch ông là kiểu là ông không có hơi sức để nói chuyện luôn. Thì cái tối đêm đó là hai cha con của ông Hai Nơi á, là mới bà Hai Nơi á, mới đưa ông về cái nhà của bà Nơi, thì ở lại cái đêm đó thì nhờ cái ông thầy đó, cha của bà Hai Nơi á, là mới trị cho ông thầy Hai Trạch. Chị như vậy là cho tới sáng là ông mới đứng dậy, ông đi tới luôn nói chuyện được, thì ông cảm ơn rồi mới về. Ông mới về rồi ông cho hai vợ chồng này hay, thì hai vợ chồng này quá mừng. Cái cha của bà Hai Nơi á mới đi qua nói chuyện với ông, thì ông thầy Hai Trạch là cảm cái nghĩa, cảm cái nghĩa là cứu cái mạng của mình. Mà cái người như thầy ông Hai Trạch nó kiểu mà người ta tu pháp mà, người ta giúp đời mà, cho nên là người ta rất là tin vào cái chuyện nhân quả. Cái ông thầy á, ông cha của bà Hai Nơi á mới nói là bây giờ là muốn cho ông thầy Hai Trạch mà bình phục á là phải cần một thời gian. Thì thôi bây giờ á ở lại nhà đi, để ông kêu bà Hai Nơi đưa hai vợ chồng này về cái nhà cũ, rồi đi ra ngoài cái chỗ cái hũ á, của con quỷ á, là phải đi ra ngoài đó là làm cho nó xong ở chỗ đó luôn, chứ nếu không là cái chỗ mà cái hũ đó đó là ma quỷ nó dựa vô nữa, là nó ở đâu nữa. Thì bà Hai Nơi á mới, ông Hai Trạch ông đồng ý, thì bà Hai Nơi mới dẫn hai vợ chồng trở về cái chỗ cũ của hai vợ chồng ở, rồi bà mới đi ra bên ngoài cái chất rẫy đó, là bà cũng làm đúng y chang vậy đó. Lời cha mình dặn sao là bà làm y chang vậy, bà chắn ở ngoài đó rồi là kêu bằng cái hũ đó bà đập, bà làm xong hết trơn luôn, là đảm bảo cho hai vợ chồng này từ đây về sau làm việc ở chỗ này là không có bị vong hồn nó theo nữa, là coi như là đã yên ổn được hai vợ chồng này, và ông thầy Hai Trạch đã trả được cái ơn, có thể nói là chi ngộ đối với hai vợ chồng. Thì ông cũng mừng lắm, cho nên là ông an tâm ông ở lại nhà của cha con bà Hai Nơi và dưỡng bệnh. Thì ông dưỡng bệnh là được một tháng, cái ở trong cái bản nó có xảy ra một cái chuyện nữa, là có người á, là trong bản á, người ta lợi người ta xin với lại cha con bà Hai Nơi á, nói là đi vô trong rừng á lợi một cái cây đó đó, thì nghĩ là bị ở đó là bị cái con quỷ nó nhát rồi nó theo về nhà. Nhưng mà may là nhờ trong nhà của cái bản này á, là nhà nào cũng vậy, cha của bà Hai Nơi là người bà, ông bài ông bùa phép ở ngoài rồi quỷ nó vô không có được, rồi người ta đợi tới sáng người ta mới qua người ta cho hay. Cái thấy là đã mang cái ơn của người ta rồi. Mà cái lúc á, mấy cái ngày trốn chạy á, là ông thầy Hai Trạch ông đã nguyện với lòng rồi, ông nói là nếu mà ai á mà cứu được vợ chồng này á, rồi ông chết ông cũng không cũng cam tâm nữa, nhưng mà nếu mà cứu được cả ông và cả hai vợ chồng thì cái nghĩa nó quá lớn, ông nhất định ông sẽ trả ơn cho người đó. Cái ông mới lại ông nói với cha của bà Hai Nơi là cho ông đi theo. Thì cha của bà Hai Nơi thì bùa thì khỏi phải nói rồi, rất là giỏi, và dòm vô ông thầy Hai Trạch là cũng biết ông là cái người thầy pháp giỏi đó, thì mới dẫn ông với lại bà Hai Nơi đi chung. Thì ba người mới đi lên trên đó đó, lợi cái chỗ mà cái gốc cây mà của cái người dân trong bản mà đi lợi bị con quỷ nó ám á. Rồi ông thầy cha của bà Hai Nơi á, ông mới làm bùa. Ông làm bùa thì cái đêm đó đánh với con quỷ mà ông thầy Hai Trạch ông giật mình luôn. Thông thường mà nói á, là so giữa cái mức độ giữa cái người cha và cái người con, tức là cái ông thầy và cái người con là bà Hai Nơi đó, thì đương nhiên lúc nào ông thầy ông cũng mạnh hơn, ông cũng giỏi hơn. Vậy đó nha, mà theo như cái sự quan sát cái đêm đó của ông thầy Hai Trạch á, là bà Hai Nơi không có thua kém gì cha của bà, giống như là ông rất là thương bà, mà dồn hết tâm huyết của mình là có bao nhiêu là dạy hết cho bà Hai Nơi vậy. Bởi vậy bà Hai Nơi mới rất là giỏi. Cái đêm mà bà phát hiện ra thầy Hai Trạch á, ông thầy tại tập đó mơ hồ rồi, ông quá cái kiệt sức rồi, ông cũng không có dòm rõ, nhưng mà ông cứ nghĩ trong đầu á, là cái người mà bắt cái con quỷ đó đó là cha của bà Hai Nơi. Nhưng mà không ngờ cái lúc mà đi ra ngoài cái chỗ gốc cây đó đó là toàn bộ bài ra, thì ông thầy cha của bà Hai Nơi á đương nhiên là sẽ mạnh hơn một chút xíu rồi đó,
Nhưng mà bài ra rồi là ông đứng không coi không à, ông để cho bà hai nơi bà bắt bà hai nơi bà ra bà đánh bà bắt con quỷ mà ông thầy hai trạch là ông kêu bằng ông giật mình luôn, quá giỏi, bùa phép bà là cực kỳ ghê luôn, mà bà sai khiến được ma xó nữa, chỉ là trong cái lúc mà bà bắt vong đồ nha, là bà sai con ma xó của bà là theo kiểu là phụ bà đó, mà con ma xó mà bà kiểu mà của thầy bùa cao tay luyện rồi nó mạnh lắm, nó ghê lắm. Và con ma xó đó là kêu bằng là suốt cuộc đời là phải đi theo bà đó. Thì có nghĩa là ông thầy hai trạch ông mới nhớ ra là có nghĩa là mấy bữa nay mình làm cái gì, thậm chí có những cái suy nghĩ của mình là cũng bị biết luôn. Là ông thừa nhận là cái bùa phép của ông là không có bằng cái bà hai nơi. Đó thì ông mới ở lại đó, là cũng nói chung là ở trong bản này á, thì cũng đi tới đi lui những cái ma rừng quỷ núi rồi đó cũng bắt hoài à. Cái ông thầy hai trạch ông mới ở lại ông bắt. Ông bắt rồi ông mới luyện cái pháp mà ông học của thầy á, tại vì đó như kiểu mà ông đã được thầy dạy rồi nhưng mà ông chưa có thông nhiều. Đó, thì ông tới ngày mà ông cảm giác được là ông cũng thông theo kiểu là 7 8 phần 10 của thầy mình rồi đó. Vậy đó mà bây giờ tới cái mức độ mà ông thông 7 8 phần của thầy mình rồi thì cái bà hai nơi lúc này bà hơn cả cha bà nữa. Có nghĩa là bà rất là có cái khiếu về cái việc mà luyện bùa. Như bà sinh ra để làm thầy người ta vậy đó. À, thì trải qua một thời gian nữa là ở đó tổng cộng là được một năm mấy á, cảm cái nghĩa là đâu có dám đi. Thì cái ông thầy cha của bà hai nơi á, làm như ông biết là ông sắp tặng cái ngày tặng hết thọ rồi theo kiểu như vậy đó, thì ông mới gửi gắm lại, ông nói là bây giờ đó thì ông tin tưởng vào thầy hai trạch, tao thì sắp đi rồi, tao gửi con tao lại, mày nếu mà mày chưa có duyên gì đó thì mày nên nghĩa với con tao, theo kiểu là ông nói như vậy. Thì ông thầy hai trạch cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà hồi trước á thì ông đã có nguyện rồi, mà cái lời nguyện của ông trong khi mà bị con quỷ nó đuổi đó thì ông đương nhiên là ông sẽ giữ. Cái suy nghĩ của ông á là ông đang suy nghĩ có làm cách nào để cho bà hai nơi bớt đi cái tính mà ngang tàn của mình. Bà không đụng tới ai, nhưng mà ai đụng tới bà là bà trả gấp đôi đó. Mà cái người thầy pháp giúp người là không nên có cái bản tính đó. Ông đang suy nghĩ, ông phân vân là làm cách nào để đổi cái tính cho bà hai nơi. Nhưng mà ông biết rằng đây là cái nghiệp duyên của ông, cũng xui khiến này nọ cho bà, ông mới gặp được bà hai nơi, mà bà hai nơi lại cứu mạng của ông nữa. Và cái người thầy pháp người ta tin vào cái chuyện mà nhân quả, ông thầy hai trạch ông mới nghĩ là chắc là cái nghiệp duyên của mình, cho nên là mới gặp bà này. Cái ông mới đồng ý và ông hứa với lại ông cha của bà hai nơi. Nhưng mà cha của bà hai nơi theo kiểu là quá thương con gái rồi, là trước khi mà ông mắc á, là ông có bắt ông thầy hai trạch là phải uống cái loại bùa. Mà cái loại bùa đó là cả đời của ông thầy hai trạch cũng không thể nào mà hơn, bùa phép của ông không bao giờ hơn được bà hai nơi. Chính vì cái bùa đó mà dù vậy sau này ông cố, ông thầy hai trạch ông ráng ông luyện cho mà ông mạnh hơn bả, để mà ông theo kiểu là ông trị được bả đó, mà ông luyện không nổi các bạn. Luyện cỡ nào luyện là không thể nào qua được bà hai nơi hết trơn. Rồi sau đó thì cái cha của bà hai nơi mới mắc rồi thì hai người giờ cũng nên duyên vợ chồng rồi, thì thầy hai trạch nghĩ là nghiệp duyên của mình thôi. Người ta cũng có ăn cứu mạng của mình, cảm cái nghĩa đó thì ông không có tỏ ra mà không hài lòng gì cả, và ông cũng sống một cái cuộc sống là giống như là cũng thương vợ bình thường, hòa nhập với cái bản. Thì sau đó một thời gian thì cái bản này nó bị một cái chứng bịch dịnh, dịch bệnh á. Dịch bệnh thì đâu có cái bùa phép gì mà chị. Cái hai vợ chồng theo kiểu nhưng mà cũng thầy pháp, nhưng mà bây giờ là mới kêu người ta là giải tán cái bản, là tìm ở nơi khác sống. Tới khi mà yên ổn được cho cái văn bản đó rồi thì về cái bản khác sống, mà cái bà hai nơi này nè, ở trong cái bản đó người ta cũng có thầy bùa, cũng có thầy mo này nọ đó, mà bà không có vừa mắt. Thì ông thầy hai trạch ông mới sợ là nếu mà ở lâu á thì thế nào bà hai nơi bà cũng bỏ bùa mấy ông kia. Mà văn bản người ta là hồi xưa cái tín niệm của người ta rất là lớn nha, người ta chung ở với nhau á, là một người bị chuyện là người ta cũng giúp luôn cả 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 bản đó.
cái ông thầy Hai Chạch thì ông sợ lỡ mà mấy người kia theo kiểu mà binh vực mấy ông thầy Mo nè, binh vực mấy cái người thầy bùa đồ ở trong bản đó đó, thì bà hai nơi bà có tha cho ai đâu. Ông mới sợ, ông mới tìm cách ông nói với lại bà hai nơi, mà ông nói ngày này qua ngày khác là ông nói là ông là có cái tâm nguyện là muốn về lại cái quê hương xứ sở để mà làm cái nghề thầy pháp. Năn nỉ theo kiểu là nói này nói kia nói dữ lắm á, thì cuối cùng bà hai nơi mới chấp nhận. Thì từ đó ổng mới dẫn bà hai nơi trở về cái nơi mà ổng chung nhau cắt vốn để mà sống, là gặp cái ông Từ ở đó đó, gặp bạn bè rồi ổng tâm sự, ổng kể lại cái nguồn cơn mà tại làm sao ổng gặp được bà hai nơi. Và đây cũng được xem như là một cái nghiệp duyên. Bảo phải nhắc đi nhắc lại cái hai cái chữ này nha các bạn, tại vì ở cái phần cuối của cái câu chuyện mà ông thầy bùa này, ông thầy pháp này á, là cái kết nó thì nó có nhiều cái cảm nhận trong đó lắm các bạn. Và một cái người thầy pháp giúp đỡ cho người khác, nhưng mà dẫu sao á thì cũng không có trải qua được cái nghiệp duyên của mình. Và sau này á thì có những chuyện mà rất là tang thương, mà bản thân ông thầy pháp á phải đứng đứng mũi chịu sào. Và kết cục của ông thầy pháp này với cái người vợ bà hai nơi như thế nào thì Bảo mời các bạn cùng nghe vào cái tập sau, cũng là cái tập mà cuối cùng về cái mẫu chuyện thầy bùa Hai Chạch. Rồi còn bây giờ thì Bảo xin chào và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.